Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Bỏ sở đoản, lấy sở trường. Ngày xưa, có một ông chủ giàu có nuôi một gia nhân, tướng tá ngây ngô, tính tình kỳ quái. Lúc ông chủ kêu quét nhà, nó cầm chổi quanh quẩn suốt buổi mà vẫn không sạch. Ta nuôi mày chỉ ăn với quét nhà mà còn làm không nên hồn, rõ chướng mắt. Ông quét giỏi thì ông phiền tôi làm gì? Khi ông đi vắng, sai nó chực ngoài cửa. Nhưng dù khách quen tới, nó cũng chẳng nhớ được tên ai. Thế ông khách tới sáng nay có xưng tên không? Ông có dặn lại gì không? Người ấy lùn mà mập, người ấy ốm mà lắm râu, người ấy trẻ nhưng đen, người ấy lụ khụ chống gậy. Ta thấy gia nhân lơ ngơ khù khờ như mày chỉ có một đó. Thương tình mày nghèo khổ nên ta mới cưu mang tới giờ. Thôi, chịu khó để ý học hỏi dần dần đi. Ngoài sân có mấy cây liễu mới trồng. Ông chủ sợ con nít tới nghịch hư, liền sai nó trông nom gìn giữ. Đến lúc vào ăn cơm thì nó nhổ cây lên, cất đi một chỗ. Nhà có cái ghế gãi chân, ông chủ sai đi chặt cành cây có chạc để chữa. Nó cầm dao đi khắp vườn, chạy về nói: cành cây có chạc đều chĩa lên trời cả, không có chạc nào chúc xuống đất. Đúng là đồ ngốc, sao chuyện gì mày làm cũng đáng cười như thế chứ. Cũng may ông chủ tốt tính, không là mày bị đuổi đi rồi đó. Ông chủ là người vẽ giỏi, viết đẹp. Một bữa, ông quà mực để vẽ, thấy nó đứng gần, hỏi đùa: mày có vẽ được không mà nhìn chăm chú thế? Khó gì mà không vẽ được. Được, mày vẽ thử ta coi. Nó cầm ngay cọ vẽ nét đậm, nét nhạt, nét xa, nét gần, như người đã biết vẽ từ lâu. Ông chủ thử luôn mấy lần, lần nào nó vẽ cũng được như ý. Thằng này trông vậy mà khá quá. Từ bấy giờ, ông chủ luôn cùng nó vẽ tranh, viết chữ, không lúc nào là rời xa nó nữa. Sau này, gia nhân gàn dở đã trở thành danh họa. Gỗ mục ruỗng, người kiếm củi vẫn lượm. Đá xấu bể, thợ ngọc vẫn dùng. Trong trời đất không có gì bỏ đi, huống chi con người tinh khôn hơn vạn vật lại không có được một điều gì khả dĩ. Bỏ sở đoản, lấy sở trường, đó chính là thuật dụng nhân vậy.